Hãy nhìn vào bức tranh này và xem bạn nhìn thấy hình gì đầu tiên. Và đừng nhìn quá chăm chú nhé. Nếu hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là một cái cây. Cái cây là hình ảnh bao quát nhất và có ý nghĩa định hình cho bức tranh. Đa số mọi người đều phát hiện thấy hình ảnh cái cây khi lần đầu tiên làm bài trắc nghiệm tâm lý này. Nếu bạn cũng như vậy, nghĩa là bạn thường có thói quen làm việc dựa trên tư duy logic. Bạn sẽ xem xét những thứ xung quanh và tin tưởng vào tư duy của mình, ít khi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đây là một phẩm chất quan trọng khi làm việc bởi nó giúp bạn đưa ra những quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ càng. Mặt khác, điều này cũng có nghĩa là bạn đang tạo ra một rào chắn cảm xúc và gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Dựa dẫm quá nhiều vào lý trí cũng khiến bạn không dám nghĩ hoặc là không cho phép mình mơ về những điều mới mẻ. Điều này khiến bạn chỉ hướng tới những gì đã thực sự rõ ràng, chắc chắn thay vì làm những thứ đặc biệt và khác lạ hơn. Một trong những nguyên nhân của điều này xuất phát từ việc bạn ngại chấp nhận rủi ro. Bài trắc nghiệm tâm lý này còn đưa ra lời khuyên cho bạn đừng quá lo sợ về những điều mà bạn không chắc chắn, bởi vì biết đâu phía sau cánh cửa là những điều thú vị đang chờ đợi bạn. Cách duy nhất để biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước chính là can đảm bước tới. Ngay cả khi bạn thất bại thì vẫn luôn có cách để chúng ta bắt đầu lại cơ mà. Những người nhìn thấy hình ảnh sư tử trong bài trắc nghiệm tâm lý này thường là những người sở hữu tính cách tương đồng như vậy. Bạn là người sống dựa trên bản năng của mình. Bạn thường không lãng phí nhiều thời gian để cân nhắc mọi việc, mà thay vào đó, bạn để cho bản ngã của mình dẫn lối. Bởi vì thường sống bên ngoài các luật lệ và giới hạn, nên bạn thường xem cuộc sống là hành trình để khám phá. Cũng chính vì mải mê theo đuổi những trải nghiệm mới mẻ, nên đôi lúc bạn quên mất người xung quanh. Điều này có thể làm những người xung quanh bị tổn thương. Bài trắc nghiệm tâm lý này còn nói rằng bạn là người có tham vọng và dùng hết tâm sức của mình để đạt được những điều mà bạn đề ra. Một khi bạn đã quyết chí thì không bao giờ bỏ cuộc. Cũng bởi vì vậy mà bạn không bao giờ bị khó khăn và thử thách làm cho nhục chí, ngay cả khi cái giá phải trả khá nặng nề. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc và suy nghĩ cho người khác trước khi đưa ra các quyết định. Điều này có thể giúp bạn đạt được những điều mình muốn mà không đánh mất đi những thứ bạn yêu quý. Những người nhìn thấy hình ảnh của một con gorilla có khả năng đang phải đấu tranh với những vấn đề về niềm tin vào bản thân. Bạn thường khắt khe với chính mình và đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân. Đôi lúc những kỳ vọng này hơi thiếu thực tế, vì vậy bạn thường ép bản thân mình làm việc quá mức. Nhưng mặt tích cực mà bài trắc nghiệm tâm lý này chỉ ra là bạn sở hữu tính tò mò, thích khám phá và ham học hỏi những điều mới. Đây cũng là điều khiến bạn khác biệt với những người xung quanh, bởi bạn dường như có thể nhanh chóng nắm bắt những điều mà người khác chưa kịp nhận ra. Bạn có thể nắm bắt sâu sắc bất kỳ đề tài nào bạn hứng thú. Bạn tin rằng học tập là một quá trình không ngừng nghỉ và việc biết thêm những điều mới mẻ thực sự là một niềm thích thú. Tuy nhiên, điều này cũng khá nguy hiểm khi nó có thể dẫn họ tới sự tự phụ. Ngay cả khi bạn biết nhiều hơn người khác, nhưng ít ai thực sự tôn trọng điều đó, thậm chí còn cho rằng bạn là kẻ bao hoa, bởi vì không ai thích một người hay thể hiện và coi thường người khác. Những người sở hữu cá tính này cũng cần cẩn thận, bởi khi bắt đầu tin rằng mình hiểu biết về tất cả mọi thứ cũng là lúc bạn bắt đầu quay lưng với chính phẩm chất tốt đẹp này. Bạn sẽ khó giữ một tư duy cởi mở để tiếp tục khám phá những điều mới lạ. Hình ảnh con cá không phải là thứ dễ nhìn thấy trong bài trắc nghiệm tâm lý này, và tính cách của những người nhìn thấy nó cũng vậy. Bạn là người có khả năng hòa nhập với không gian xung quanh. Bạn biết cách để hòa đồng và để lại dấu ấn tốt đẹp về bản thân mình trong lòng người khác. Bạn là người biết thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và không xa cách một ai. Bạn yêu thương cuộc đời và luôn mong muốn những điều tốt đẹp xảy ra với người khác. Kiểu người như bạn trong cuộc sống thực sự rất hiếm hoi. Bạn tin rằng mình cho đi điều gì sẽ nhận lại được điều đó. Vì vậy, bạn tìm kiếm năng lượng tích cực từ thiên nhiên, cuộc đời và luôn biết trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp của cuộc sống. Bạn là ai trong số 3 kiểu tính cách này?